Trước hết đó, chúng ta phải nói về cái sự xâm lấn của Nga đến với Ukraine, đó đã xảy ra mấy tuần trước rồi. Ok, thì theo Hưng thấy cái câu hỏi đầu tiên nhiều người thường hỏi Hưng khi mà gặp gặp mặt thì về cái vấn đề của Ukraine, thì họ hỏi là từ đâu mà cái chuyện đã xảy ra cho tới nỗi mà chiến tranh xảy ra tới bây giờ. Thì mình theo Hưng thấy thì nó đã xảy ra từ hồi năm 1999 khi mà Putin đã lên làm tổng thống. Trong lúc đó thì Putin trong 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 đầu ông ấy đã ghét về các hướng Tây Âu và cả Mỹ, Anh, tất cả các loại đồng minh của NATO. Thì từ lúc đó là Putin đã tính toán từ từ lúc xưa cho tới bây giờ, mà cái sự mà rất là ra mặt của ông ta là 2014. Sau khi mà cái Olympic ở Sochi vừa xong, là ông ấy cố tình đẩy quân vô trong Crimea và giật hết đất của Ukraine. Mà tại sao mà mình thấy là chiến tranh bây giờ là tại vì Putin đã thấy sau khi dưới thời của Tổng thống Trump đã nói xấu về NATO, và sau đó là ông đã thấy là trong nước Mỹ đã xảy ra chuyện 6 tháng Giêng, và ngay cả lúc mà trong châu Âu, trong hiệp định của châu Âu chẳng hạn như là 27 nước đã cũng chia sẻ chia rẽ với nhau hết trơn hết trọi. Thì ông ấy nghĩ là nếu mà ông đưa quân vô trong đó thì ai làm gì? Mà cái mục đích là lớn nhất của ông ta là sau khi thấy Afghanistan sụp đổ một cách mà đau thương ở các Afghanistan và tất cả các nước Tây Âu bỏ rơi Afghanistan và cả ngay Mỹ cũng bỏ rơi Afghanistan. Ông nghĩ là khi mà ông chiếm mất Ukraine thì không ai dám làm gì hết đó. Thì đó là một cái chuyện đã xảy ra tại sao đây. Còn theo theo Trung thì Trung Trung thấy là sao ở cái nhiệt giống như là đo nhiệt độ ở ở nước Đức hay là châu Âu thì cái chuyện đó là nó ra làm sao? Dạ cảm ơn thiếu tá Hưng chút xíu về lịch sử từ góc nhìn của Putin và Afghanistan thì theo như em thấy thì do hiện tại châu Âu đang có khá là nhiều cái vấn đề gặp phải, ví dụ như là Brexit, thì hiện tại Đức và Pháp và các nước khác ở châu Âu thì nói chung thì vẫn còn đang giải quyết rất là nhiều vấn đề. Về thứ nhất về cái vấn đề visa cho người Anh ở châu Âu hoặc là người châu Âu ở Anh thì họ vẫn còn đang phải giải quyết rất nhiều, và còn rất là nhiều cái vấn đề giữa Scotland, Ireland với nước với Vương quốc Anh. Thì một trong những thành viên của đó là một trong những thành viên của Liên minh châu Âu đang đang có một số vấn đề chính trị còn phải gặp, còn vấn đề của nước Pháp ví dụ như là cuộc biểu tình áo vàng thì nó tạo ra một cái sự nó tạo cho dư luận và người dân có một số cái không có được chú ý tới cái diễn đàn chính trị quốc tế. Còn ở nước Đức nước Đức nơi mà Trung đang ở thì nước Đức từ những năm sau Thế chiến thứ hai thì đã gặp khá là nhiều bất lợi về mặt kinh tế bởi vì phải khôi phục lại nền kinh tế sau chiến tranh. Và có rất là nhiều cái hạn chế về mặt quân sự kỹ thuật được đặt lên nước Đức bởi Hội Liên Hiệp Quốc và các nước đồng minh, cho nên thành ra là cái thời cơ này theo như nhìn từ góc độ chính trị trong vòng 5 đến 10 năm gần qua thì có khá là nhiều bất ổn trong châu Âu, cho nên là mới dẫn tới cái thời điểm tốt cho cuộc xâm lăng này nếu mà phải nhìn từ góc nhìn của Putin nha. Và để trước đó thêm về cái liên hiệp của NATO, thì NATO đó là North Atlantic Treaty Organization, và đó bắt đầu từ cái thời của Soviet, và sau cái Thế chiến thứ hai thì Mỹ, Anh, Pháp, Tây Tây Đức với lại những cái nước bên Tây Âu đó đã gom lại một cái
làm một cái hội đó, thì những cái bên quyền trong đó đó là phải theo needle. Và sau 1991 mà Soviet là mình kêu là Liên Xô đó đã bị rã tan ra đó, thì những cái nước mà trong đã trước đó đó đã theo Liên Xô đó, thì sau này đó phải sẽ đã hợp tác với lại NATO. Những nước như như là Hungary, Poland, là Ba Lan, và Ba Lan, rồi Albania, những cái nước đó đã hợp tác với lại NATO. Thì nước Nga đó, từ giống như là mình theo tiếng Việt thì cho là từ cổ tới kim đó, xưa giờ đó vẫn muốn có một cái khoảng cách chia sẻ Tây Âu với cái nước Nga, vì họ sợ giống như là thí dụ giống như là trong cái Thế chiến II đó là Tây là đất cứ xâm lược vào, thì họ vẫn có một cái khoảng đó. Và những năm gần đây đó thì những nước giống như là Poland và Hungary hợp vào với lại NATO đó, thì Nga rất là sợ. Và đây là một cách để cho giống như là Putin, giống như là một cách để mà cho Putin giống như là phải đẩy NATO ra khỏi những cái nước Đông Âu đó. Và Putin xâm lấn cái lần này đó là ổng giống như là theo Đức đó, thì là ổng muốn cho NATO biết là ổng không có sợ NATO, và ổng phải cho NATO biết là đừng có tới gần cái thổ địa của ổng. Yeah, so cái đó là theo rất là nhiều quần chúng họ thấy cái điểm đó là cái điểm nói của ông Putin. Nhưng mà sự thật á, mà trong 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 những cái lịch sử, mà trong cái thời gian mà Hưng hồi đó Hưng đi chung với lại những cái họp mặt, là khi mà Hưng đóng ở châu Âu, nhất là ở từ từ Đức sau khi mà nước Liên Xô sụp đổ, thì Hưng đã huấn luyện với các nước NATO như là Anh, Pháp và Ba Lan. Và ngay cả cái điều mà Đức và Trung sẽ rất là ngạc nhiên là trong 2002, sau khi mà 11 tháng 9, là có cả nước Nga qua đến ngay chỗ những cái tập trận ở ở Đức như là Grafenwöhr để mà train với lại NATO. Tại vì sau khi năm 1991 thì NATO không phải là một trong những quân đội mà để mà chống lại hiệp định Warsaw, tiếng Việt sau 75 gọi là Warszawa, thì cái đó là cái hiệp định mà để chống lại NATO trong cái thời chiến tranh lạnh. Mà sau khi mà Liên Xô đã sụp đổ thì hiệp định Warszawa nó hoàn toàn nó tan rã hết. Thì chẳng hạn như là hồi nãy Đức nói đó, thì là Ba Lan, Estonia, Hungary, những cái nước đó là nó muốn join lại với NATO, mà NATO lúc đó là NATO là một trong những quân đội làm cố vấn, giống như là thời Việt Nam mình, Mỹ qua làm cố vấn. Mình không phải là quân đội mà để bảo vệ các biên giới nữa, mà là cố vấn cho những cái quân đội khác để truyền lại những cái kinh nghiệm, dạy họ theo quân đội Tây phương và giúp kinh tế họ lên. Tại cái đó là giống như là một cái quy định của Marshall, ông tướng Marshall sau năm 1945, là mình phải giúp cho những cái nước Đông Âu nó lên để mà nó thành một như như những cường quốc. Mà chúng ta thấy trước mắt là chẳng hạn như nước Ba Lan, như nước là Estonia, là cái kinh tế họ lên sau khi mà họ theo cái khuôn hình của Tây Âu và những cái nước như là Anh, Pháp, Mỹ. Thì Putin thấy cái đó là một cái sự chống đối lại cái quyền lực của ông ta. Tại vì ông ta là cái người ông là KGB mà. Ông hồi đó là một cái con người rất là độc ác, là ông lên tới là đại tá của KGB, là biết bao nhiêu người ông đã giết, biết bao nhiêu người ông đã đàn áp để mà ông lên làm tổng thống. Thì ông thấy cái đó là những cái nước mà Đông Âu bây giờ làm tự do rồi, thì ông rất là thấy là threatened. Tại sao? Ông sợ là một trong tương lai nào đó người dân Nga sẽ thấy tất cả các nước Đông Âu tự do, rồi người dân Nga sẽ đòi lên làm tự do. Nên ông mới lấy cái lý do ông nói là NATO threatened border của ông. Nhưng mà thiệt ra là NATO lúc đó là chỉ là
còn lại giống như là cái bộ xương vậy, không có phải là quân đội, không không còn là quân đội để mà chống lại ổng hết. Giống như là Trung Trung sống ở bên Đức, là cái quân đội Đức á, Bundeswehr, khi mà họ qua họ đóng với lại chung với Hưng trong trong lúc mà đóng ở đánh 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 Taliban ở Afghanistan, Bundeswehr rất là nhỏ, không có còn là giống như hồi xưa mà nước Đức mà mình nghĩ tới, nghe tới nước Đức mình nghĩ tới là chiến tranh thế giới thứ hai, Nazi chạy vòng vòng rất là dữ tợn. Bundeswehr rất là theo châu Âu, theo quân đội Tây phương, không có là độc ác hay không không có gì hết, mà vì những cái lý do đó mà Putin rất là ghét, Putin rất là thù, vì Putin lúc nào cũng muốn quay ngược trở về là Liên Xô. Thì đó đó là lúc nào ổng cũng cái con mắt của ổng là ổng muốn chiếm lại Estonia, ổng muốn chiếm lại Ukraine, ổng muốn chiếm lại Moldova, ổng muốn chiếm lại Hungary, ổng muốn lấy lại cái đế quốc Liên Xô của ổng như hồi xưa. Và đó là point của Hưng. Yes. Và cảm ơn anh Hưng. Đó là anh Hưng nói rất là đúng. Thì Putin chỉ có lấy NATO để mà giống như là cái cớ để mà cho ông đánh cái trận này thôi. Thì mình đã biết là NATO không có thật sự là, nếu mà nói trên thực tế là không có threat, không có giống như là không có làm gì hại cho nước Nga hết đó. Nhưng mà ông giống như là ông đi cái con cờ này đó thì thật sự là mình không có, giống như là mình không có dám đoán được là tại sao ổng đi cái con cờ này. Nhưng mà ổng đi cái con cờ này thì nó quá sai, tại vì vì ổng đi cái con cờ này đó, NATO lại phải mạnh lên và phải đứng dậy và thống nhất lại. Thì vì sau 91 tới giờ đó là NATO không có một cái định cơ, không có một cái giống như là nguyên nhân để mà NATO còn sống sót trên cái thế giới này nữa. Nhưng mà vì Putin đi cái con cờ này đó là NATO phải sống trở dậy, trở vậy và phải làm lại như vậy. Và những nước châu Âu giống như là nước Đức đó là bây giờ đó đã giống như là quyết định là sẽ phải tăng lên cái budget của họ, cái mức budget của military của họ. Trước đây đó là chỉ có 1.8% thôi, thì họ bây giờ họ sẽ quyết là phải lên tới 3% của GDP của nước Đức. Trung có ý kiến gì vì gì về đó không? Dạ thì cái việc mà Đức tăng cái chi tiêu cho quân sự thì nhận khá là nhiều cái ý kiến trái chiều từ người dân Đức. Thì theo phần lớn thì người ta nghĩ rằng cái việc phòng thủ nước Đức đang càng ngày càng cần thiết hơn, bởi vì cái hồi sau Thế chiến thứ hai thì đa phần người dân Đức tập trung vào hỗ trợ kinh tế cho đất nước và cũng như phát triển kỹ thuật. Thì bây giờ sau cái cuộc chiến ở Ukraine này thì người Đức mới giật mình và nhận ra là cái việc chi tiêu cho quân đội, đặc biệt là cho việc phòng thủ và ngoại trừ nghiên cứu ra thì nước Đức còn đi sau những nước khác, ví dụ như là Pháp hoặc Anh. Thì chúng ta có thể thấy rõ qua cái việc chi tiêu quân đội thì Pháp và Anh chi rất nhiều so với Đức. Thì một số cái kỹ thuật của nước Đức nó vẫn còn khá là cũ, đặc biệt là sau cái Thế chiến thứ hai, cho nên là cái đó là cái lý do mà tại sao mà Quốc hội Đức và đặc biệt là tổng thống mới của Đức là tổng thống Scholz thì mới mới đặt đặt ra cái việc tăng chi tiêu. Cái đó là ý của Trung.